Xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị đã quay trở lại với số phỏng vấn trong ngày hôm nay. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên video để giới thiệu cho các bác một số cái mẫu sản phẩm mà nhà em đang bán. Các bác theo dõi video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ để nhiều người biết đến kênh em, biết đến kênh của em và mua các cái sản phẩm của bên em. Đây là các cái số hotline của bên em. Các bác có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ, gọi điện, nhắn tin hoặc là liên hệ Zalo. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn và tư vấn và chốt đơn cho các bác nhé. Đây, các cái số hotline của bên em đây. Đây, đầu tiên thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái mã sản phẩm. Đó là cái ấm pha trà. Đây, ấm pha trà. Ấm pha trà của Nhật các bác nhé. Đây, hàng ở trong hộp như này. Rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ là chữ Nhật đây các bác nhé. Ấm pha trà. Cái lô này về, lô này nhà em về nó là hàng màu đen thôi các bác nhé. Đây, ấm pha trà này là dung tích của nó là 1 lít. Dung tích 1 lít. Đấy, bên trong nó có cái lõi lọc này. Các bác cho cà phê, cho chè, các thứ vào pha này. Lõi bên trong của nó là inox này. Inox 304 các bác nhé. Bình này dung tích của nó là 1 lít. Đây, dung tích của nó là 1 lít. Dùng để pha trà, pha cà phê, có lõi lọc của bên trong này. Các bác cho cà phê, cho trà vào đây này thì là nó lọc, nó pha ra đây. Giữ ở trong cái bình như này. Bên trong là inox, giữ nhiệt rất là tốt nhé. Bình màu đen. Lô lần này nha, về là chỉ có màu đen thôi các bác nhé. Đây, ấm pha trà của Nhật, dung tích là 1 lít. Các bác lên mã cho em là ấm pha trà. Ấm pha trà. Ấm pha trà này thì shop em đang bán với giá là 200.000. Các bác lên mã cho em là ấm pha trà. Ấm pha trà của Nhật. Ấm pha trà. Ấm pha trà 200.000. Đây, hàng ở trong hộp như này. Các bác mua về dùng cũng được, mà mua làm quà biếu tặng cũng được. Đây, ấm pha trà. Ấm pha trà 1 lít 200.000. Ấm pha trà 200.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu các bác trong ngày hôm nay đó là cái lọ tẩy trắng quần áo. Đây, lọ tẩy trắng quần áo. Tẩy sạch mọi vết bẩn bám vào trên quần áo các bác nhá. Đây, một lọ của nó, cái này nó là dạng nước các bác nhá. Một lọ này của nó dung tích là 200ml. Dùng để tẩy trắng quần áo. Cái này thì mình tẩy được cả quần áo màu và đồ màu trắng, và quần áo màu trắng đều tẩy được hết các bác nhá. Dung tích của nó là 200ml. Các bác dùng để ngâm cho nó ra hết những cái vết bẩn, vết ố, rồi mình giặt lại với nước bình thường thôi. Đây, một lọ này của nó dung tích là 200ml. Shop em đang bán với giá là 40.000. 40.000 một lọ tẩy trắng quần áo. Các bác lên mã cho em là tẩy trắng. Tẩy trắng 40.000. Các bác mua từ 4 lọ là nhà em sẽ bao ship cho các bác. Các bác lên mã cho em là tẩy trắng quần áo. Tẩy trắng quần áo 40.000 một lọ. Đây, sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn treo. Đèn treo. Đèn treo. Đây, em gửi cho các bác là nó sẽ, đèn nó sẽ ở trong hộp như này nhé. Đây, đèn rất là nhỏ gọn. Đây, dùng mình dùng để dùng trong những cái ngày mà bị mất điện hoặc là mình đi đâu đấy, buổi tối đấy, sách đi quay sách rất là tiện. Đây, mặt này của nó là có hai đèn này, mặt này hai đèn nữa là tổng là 4 này, và cái phần đít của nó cũng là đèn luôn, ba mặt là đèn luôn, sáng siêu sáng luôn. Đây, đèn này thì các bác lên mã cho em là đèn treo nhá. Đây, nó có một cái đèn như này, một cái đèn có quai sách như này và có dây sạc. Đây, các bác chỉ cần cắm đầu dây vào đây, đầu sạc vào đây, rồi một đầu là cắm điện trực tiếp, cắm trực tiếp điện 220V, sạc pin. Cái này nó cũng tích điện đấy. Các bác sạc pin xong rồi mình sử dụng, sạc đầy pin rồi mình sử dụng bình thường thôi. Đây, đèn. Đèn này thì các bác lên mã cho em là đèn treo nhá. Đèn treo. Đèn treo này thì shop em đang bán với giá là 210.000. 210.000 một cái đèn treo. Đây, các bác này, siêu sáng luôn, nó có công tắc bật tắt ở ngay trên đầu này. Đấy, ấn một lần này là nó bên này, sáng bên này này. Ấn lần thứ hai. Đây, phần dưới này cũng là đèn luôn. Đấy,
hai đấy, ấn tiếp thì nó sẽ sáng cả hai đèn hai bên luôn. Các bác cần sáng nhiều thì các bác bật cả hai bên, sáng ít thì mình bật một bên, hoặc là mình để dùng để soi thì mình bật cái đèn ở đít này nhá. Đây, sản phẩm của nó là sẽ gồm một đèn, một thân đèn và một dây sạc như thế này, hàng ở trong hộp. Các bác sạc điện rồi dùng, cắm trực tiếp điện 220V. Đây, đèn treo. Các bác lên mã sản phẩm lên cho em là đèn treo. Đèn treo này thì shop em đang bán với giá là 210.000. 210.000 cho một con đèn treo siêu sáng. Rất là nhiều đèn luôn. Ba mặt đều là đèn luôn. Các bác chỉ cần sạc pin đầy rồi mình dùng đi ra soi ở ngoài đường này, rồi những cái hôm mất điện đấy thì mình có cái đèn này mình dùng, mình soi rất là tiện luôn, nó tích điện, nó dùng được rất là lâu. Đây các bác lên mã trên là đèn treo. Đèn treo số em đang bán với giá là 210.000 và bao ship. Đèn treo 210.000 và bao ship các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu với các bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn cầm tay. Đèn cầm tay đây, hộp rất là nhỏ gọn, đèn nó cũng nhỏ gọn thôi, nhỏ gọn thôi, các bác xách đi đâu cũng được. Đây, con đèn cầm tay. Sản phẩm sẽ gồm một đèn cầm tay như thế này và một dây sạc. Dây sạc, dây sạc này thì các bác một đầu cắm vào đèn, một đầu mình cắm vào cái củ sạc điện thoại của nhà mình, rồi cắm điện trực tiếp là sạc là dùng được các bác nhé. Bây giờ thì nó không có củ đâu các bác nhé, nó chỉ có một cái đèn và có cái dây sạc này thôi. Đây, một đèn và một dây sạc. Dây sạc này thì mình cắm trực tiếp vào cái củ sạc điện thoại. Củ sạc điện thoại thì nhà bác nào cũng có rồi. Các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là sạc đây. Em bật cho các bác xem này. Đây, bật nút ở đây là nút đây nhá. Cái công tắc này ở đây nhá. Công tắc bật tắt ở đây này. Ấn này. Ấn một nút là nó sẽ sáng cái đèn giữa này. Rồi. Đấy, nó có cả điều chỉnh này. Sáng đấy. Hai đèn hai bên này. Đấy, điều chỉnh sáng mạnh, sáng yếu này, có cả một đèn đằng trước nữa nhá. Đây các bác cắm này, các bác soi này. Soi thì mình dùng đèn đằng trước này. Đây. Đầu tiên là sẽ là cái đèn giữa này. Tổng nó có 4 cái đèn tất cả nhá. Mặt trước của nó là 3 đèn, một đèn giữa này, hai đèn hai bên và cả một đèn đầu này để soi nữa này. Đây, các bác cứ dùng chỉ cần một công tắc này thôi này. Bật tắt rồi điều chỉnh chế độ sáng mạnh, sáng yếu, nháy này, đây tắt này. Rồi, sáng yếu hơn này, nhấp nháy này. Rồi, hai đèn hai bên này, siêu sáng luôn. Đây, đèn soi đây. Tổng của nó là có 4 đèn các bác nhá. Các bác cứ cắm vào cái củ sạc điện thoại này, mình có dây đây rồi. Có dây đây rồi. Có dây thì các bác cắm vào củ sạc điện thoại mình sạc rồi dùng. Đây, có cả đèn sáng nhấp nháy luôn. Cái đèn này thì các bác lên mã cho em là đèn cầm tay. Đèn cầm tay rất nhỏ gọn tiện lợi luôn. Các bác mang đi đâu cũng được. Đây, nhỏ gọn nhưng mà lại rất là tiện lợi và rất là sáng luôn. Đây. Các bác lên mã cho em là đèn cầm tay. Cái đèn cầm tay này thì shop em đang bán với giá là 150.000. Hôm nay sale còn 140.000. 140.000 và bao ship. Đây, đèn cầm tay. Đây nhá. Hộp đây. Hộp nhỏ gọn thôi. Đèn cũng rất là nhỏ gọn thôi. Nhưng mà nó rất là sáng. Đây, chỉ việc sạc pin và dùng thôi. Các bác lên mã cho em là đèn cầm tay. Đèn cầm tay 140.000. Nhà em có rất nhiều mã đèn khác nhau nên là các bác đặt hàng thì nhớ xem kỹ cái mã sản phẩm và đọc mã chính xác để tránh việc là nhân viên nhà em lại lên đơn nhầm cho các bác, đến lúc nhận hàng lại các bác lại bảo là không đúng cái sản phẩm tôi đặt thì nó mất thời gian ra, nên các bác lên đúng mã giúp em nhé. Mã này là đèn cầm tay, các bác lên mã cho em là đèn cầm tay, 140.000 và bao ship các bác nhé. Rồi, sản phẩm tiếp theo em giới thiệu với bác trong ngày hôm nay đó là cái cây đánh trứng. Đây, cây đánh trứng. Cây đánh trứng. Đây. Nó có công tắc bật tắt đây. Công tắc cái này thì mình lắp pin vào thôi. Lắp pin vào sử dụng thôi, nó có công tắc bật tắt này. Rất là nhỏ gọn đây. Cái phần thân của nó là bằng nhựa nhá. Phần nhựa và có công tắc bật tắt này. Cũng khi nào mình dùng thì mình bật lên là cái phần thân này của nó sẽ quay, nó sẽ hoạt động. Và mình dùng để đánh trứng này, đánh trứng làm bánh này, làm bánh bông lan này, hay là đánh cà phê cũng được luôn nha các bác. Đây, rất là nhỏ gọn tiện lợi. Cái này thì các bác mua dùng để trong nhà bếp nhà mình, khi nào mình cần dùng để đánh trứng hay là đánh cà phê thì mình lôi ra mình sử dụng. Sử dụng xong các bác lại rửa sạch sẽ cái phần này đi, rồi cất đi.
lần sau lại lôi ra dùng tiếp. Đấy, cái này thì mình lắp pin con thỏ bình thường thôi các bác nhá. Và đây, nó sử dụng là hai quả pin con thỏ đây. Các bác tháo cái đít này ra, các bác lắp pin vào đây. Lắp pin ở đây em lại không có pin để thử, nhưng mà các bác chỉ ra là hóa mua hai cục pin con thỏ, các bác lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây, đậy nắp vào, bật công tắc đây, là cái phần đầu nó sẽ hoạt động, nó quay rất là mạnh luôn. Cái này thì các bác dùng để đánh trứng rồi làm bánh bông lan các thứ rất là hợp lý luôn. Lạnh rồi các bác dùng mua này về dùng để làm bánh cho các con ăn, rồi đánh cà phê. Đấy, đánh cà phê cũng ok luôn. Đây, cái mã này thì các bác lên mã cho em là đánh trứng nha. Em lên mã là đánh trứng. Đánh trứng thì số em đang bán với giá là 40.000. Chỉ 40.000 một cái đánh trứng như này. Các bác lên mã cho em là đánh trứng. Đánh trứng 40k. Đánh trứng 40k các bác nhá. Đây. Rất là nhỏ gọn luôn, nhỏ gọn nhưng mà nó lại chạy rất là mạnh. Đây. Các bác lên mã cho em là đánh trứng 40.000. 40.000 một cái đánh trứng các bác nhá. Đây là các cái số hotline của bên em. Đây. Số hotline của bên em đây. Các bác có nhu cầu mua sắm các cái sản phẩm của bên em thì cứ liên hệ trực tiếp. Các bác gọi điện thì bên em sẽ ưu tiên chốt đơn trước, sau đó là đến nhắn tin và sau đó mới đến Zalo các bác nhá. Đợt này thì nhà em cũng đang rất là nhiều đơn nên là check tin nhắn hay là check đơn của các bác hơi chậm trễ một chút thì các bác cũng thông cảm nhá. Là cuối năm rồi, hàng hóa nó cũng nhiều. Các bác thông cảm giúp bên em nhá. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái mã sản phẩm, đó là tăm bông kháng khuẩn. Tăm bông kháng khuẩn hàng của Nhật. Đây. Tăm bông kháng khuẩn hàng Nhật. Hộp của nó, một hộp này của nó là bao gồm 200 cái tăm bông các bác nhá. Đây. Tăm bông này, một đầu nhọn, một đầu tròn này. Đấy, tăm bông này là kháng khuẩn, mình dùng được cho cả người lớn và trẻ em rất là an toàn luôn. Đây, cái đầu nó nhỏ, nó nhọn này là mình dùng để mình ngoáy cho trẻ con này. Ngoáy tai, ngoáy mũi cho trẻ con này. Còn cái đầu này thì mình dùng, nó tròn hơn, to hơn thì mình dùng cho người lớn cũng được nhá. Cái đầu này thì nó nhọn hơn này. Một hộp này của nó là bao gồm 200 cái bông tăm. 200 cái tăm bông kháng khuẩn hàng của Nhật. Cái sản phẩm này thì số em đang bán với giá là 40.000. 40.000 một hộp tăm bông kháng khuẩn. Đây, hàng của Nhật các bác nhá. Mã tem, mã vạch đầy đủ đây. Một hộp này của nó là bao gồm 200 cái bông tăm. Đây, 200 cái. Các bác lên mã cho em là tăm bông 40.000 một hộp tăm bông này. Và các bác mua từ 4 hộp là 160.000 thì nhà em sẽ bao ship nhé. Đây, tăm bông kháng khuẩn. Tăm bông 40.000 một hộp. Các bác lên mã cho em là tăm bông 40.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác đó là cái hộp nước hoa khô. Nước hoa khô hàng của Nhật. Đây. Một hộp của nó là như thế này. Đây, Median đây. Nước hoa khô. Đây, nước hoa khô. Cái này nó là dạng sáp các bác nhé. Đây, hàng ở trong hộp như thế này. Hộp rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Một hộp của nó bên trong thì lại có ba cái tuyết nhỏ như này. Có ba cái hộp nhỏ như này. Đây, ba hộp nhỏ như này. Đây, nó là nắp trượt nhá. Các bác sử dụng các bác trượt như này này. Đấy, nó là dạng sáp, rất là thơm luôn. Mùi thơm nhẹ nhàng đây. Đấy, các bác dùng một ít này. Bôi vào cổ tay này. Vào thái dương này. Vào gáy này. Mùa đông thì nó lưu hương rất là lâu luôn. Đấy, cái này thì lưu hương ở trên da thì khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Còn nếu trên quần áo thì phải được từ 8 đến 10 tiếng các bác nhá. Rất là thơm luôn. Đấy, nó là dạng sáp. Một hộp này của nó là sẽ có 3 tuyếp nhỏ. 3 tuyếp nhỏ, mỗi tuyếp này, mỗi hộp nhỏ này là trọng lượng của nó là 10g. 10g. Và mỗi hộp này, mỗi tuyếp này sẽ là một mùi hương khác nhau. 3 hộp, 3 mùi hương khác nhau. Nó là dạng sáp các bác nhá. Dạng sáp khô đấy ạ. Nên là nhà em gọi đấy là nước hoa khô. Đấy, các bác mua một hộp này 3 tuyếp bên trong dùng được rất là lâu. Cái dạng sáp này dùng thì nó tiết kiệm hơn cái dạng nước rất là nhiều. Mà cũng rất là thơm luôn. Một hộp như này là các bác được 3 tuyếp nhỏ bên trong, 3 mùi hương khác nhau. Đây, các bác lên mã cho em là nước hoa khô. Nước hoa khô 70.000 các bác nhá. Nước hoa khô của Ấn Độ. Đây, trọng lượng của nó là 10g trên một tuýp, 3 tuýp 30g. Một hộp này là 70.000.
Các bạn lên mã cho em là nước hoa khô 70.000 nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ được bắt trong ngày hôm nay đó là bộ xiên hoa quả. Xiên hoa quả, một bộ này của nó là gồm 10 chiếc nhá. 10 chiếc. Đây. 10 chiếc xiên hoa quả. Cái này mình dùng để xiên hoa quả này. Hoặc là cho con ăn bánh ăn trái mình dùng cái này. Vừa sạch sẽ. Vừa sạch sẽ rồi đảm bảo vệ sinh. Đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc. 10 chiếc. Hàng Wulin của Đức nhá. Xiên hoa quả Wulin của Đức đây. Đây, một hộp này của nó là 10 chiếc. Các bác lên mã cho em là xiên hoa quả. Xiên hoa quả này nhà em đang bán với giá là 70.000. 70.000 một hộp, bao gồm 10 chiếc. Thì tính ra mỗi chiếc các bác có chỉ có 7.000 một chiếc thôi. 10.000, 10 chiếc này mình dùng cho cả gia đình luôn. Một hộp này là 70.000. Các bác lên mã cho em là xiên hoa quả. Xiên hoa quả 70.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo giới thiệu trong ngày hôm nay đó là cái lót giày kháng khuẩn. Lót giày kháng khuẩn. Lót giày kháng khuẩn của Nhật. Đây, cái này thì em có cỡ luôn nhé. Có cỡ luôn. Các bác đi giày size bao nhiêu thì báo cỡ luôn để nhà em chọn cỡ cho các bác luôn nhé. Tránh trường hợp nhiều bác mua về lại không vừa rồi đổi trả nó mất thời gian ra. Đây, bên trong của nó là bao gồm một đôi lót giày như này. Cái này tất cả toàn bộ nó đều là màu đen hết các bác nhé. Màu đen các bác chọn cỡ thôi ạ. Đây, lót giày kháng khuẩn than tre. Đây. Cái lót giày này thì mẹ em đang bán với giá là 40.000. 40.000 một đôi lót giày. 40.000 và các bác mua từ 4 đôi là mẹ em sẽ bao ship nhá. Đây, lót giày 40.000. 40.000. Đây. Các bác lên mã cho em là lót giày 40.000, lót giày kháng khuẩn hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Lót giày 40.000 các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo giới thiệu các bác trong ngày hôm nay đó là cái tất. Đây. Tất tất hộp các bác nhá. Đây, nhà em có hai loại là tất hộp và tất vỉ nên là các bác lên rõ mã cho em là tất hộp nhá. Tất này nó ở trong hộp. Rất hàng rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Đây. Chất rất là dày dẫn luôn. Một hộp này của nó là bao gồm 5 đôi. 5 đôi. 5 đôi và nhà em có 3 màu. Đó là màu trắng, màu đen và màu ghi. Màu trắng, màu đen và màu ghi. Đây. Một hộp của nó như này là bao gồm 5 đôi. Gấp rất là gọn cái này các bác nhé. Đây. Một hộp của nó là 5 đôi thì shop em đang bán với giá là 130.000. 130.000 cho 5 đôi tất. Các bác lên mã cho em là tất hộp. Tất hộp kèm màu. Tất hộp. Nhà em có 3 màu là màu đen này, màu ghi và màu trắng. Các bác lấy màu nào thì báo rõ màu giúp em nhé. Tất hộp đen, tất hộp ghi và tất hộp trắng. Tất này thì shop em đang bán với giá là 130.000. 130.000 một hộp 5 đôi. Các bác lên mã cho em là tất hộp 130.000. Đây. Hàng ở trong hộp rất là đẹp như này luôn. Chất rất là dày dẫn. Mùa đông rồi các bác mua một hộp này 5 đôi thì đi cả mùa đông luôn. Đấy. 130.000 các bác nhá. Các bác lên mã cho em là tất hộp 130.000. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái hộp bàn chải điện các bác nhá. Bàn chải điện đây. Một bộ của nó đây. Bao gồm một thân máy này. Bốn cái bàn chải này, bốn cái bàn chải này các bác thay thế sử dụng. Và một cái dây sạc. Đây, dây sạc này thì mình cắm trực tiếp vào máy, còn đầu còn lại mình cắm vào cái củ sạc điện thoại mình sạc. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ gồm một thân máy, bốn bàn chải và một dây sạc. Đây, sản phẩm ở trong hộp này các bác nhé. Đây, bàn chải điện. Các bác lên mã cho là bàn chải điện 80.000 nhá. Đây, các bác chỉ việc lắp kê đầu bàn chải vào đây. Nó có công tắc đây. Mình giữ lì. Giữ lì là nó bật nha các bác nhá. Đây, nó có rất nhiều chế độ này. Làm sạch này, làm trắng này. Rồi chế độ dành cho răng nhạy cảm này. Đấy, cái này thì mình đây. Đấy, nó chạy rất là mạnh luôn. Các bác cứ sạc pin vào đầy rồi các bác dùng cho em nhá. Đây. Mình ấn vào đây, ấn vào công tắc để điều chỉnh này. Điều chỉnh chọn chế độ phù hợp với răng của mình này. Đây, chế độ làm sạch này, làm trắng này. Đấy. Rồi cũng muốn tắt đi thì các bác lại ấn giữ lì vào đây nhá. Giữ lì vào đây cho em. Đấy. Một bộ của nó là bao gồm một cái thân máy và bốn cái bàn chải. Bốn cái bàn chải và một dây sạc. Và cái sạc pin vào rồi dùng cho em nhá. Máy rất chạy rất là mạnh luôn. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng kêu chưa? Chạy rất là mạnh luôn. Rồi, mã này thì shop em đang bán với giá là 80.000.
80.000 cho một cái bàn chải điện. Đầy đủ phụ kiện cho các bác sử dụng nhá. Đây, rất là nhỏ gọn tiện lợi, cái này thì các bác mang đi cũng được nhá. Đi du lịch các thứ, đi chơi mình mang cả cái này đi. Trong hộp rất là nhỏ gọn tiện lợi này thôi. Đấy. Có 4 đầu bàn chải luôn. 4 đầu bàn chải thay thế luôn. Đây. Các bác lên mã cho em là bàn chải điện. Bàn chải điện này thì shop em đang bán với giá là 80.000. 80.000 cho một bàn chải điện nhá. Các bác lên mã cho em là bàn chải điện 80.000. Rồi. Sản phẩm nhà em thì còn rất là nhiều. Nhưng mà em xin phép dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ trực tiếp với các cái số hotline của bên em. Bên em sẽ có tư nhân viên tư vấn chốt đơn cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi và mua sắm các cái sản phẩm của bên em. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và các bác yêu quý thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký và chia sẻ kênh để nhiều người biết đến kênh của em nhiều hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.